Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay là sáng ngày 21 tháng 4 năm 2020. Thì mình chuẩn bị giao 32 cây bông trang cho một anh khách ở ở quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. 32 cây bông trang gồm 16 cây bông trang trắng, một cốt, và 16 cây bông trang màu vàng ngợi luôn, màu vàng tươi luôn á mấy bạn, màu vàng tươi mà mình hay nói vui là màu vàng 4 số 9 đó. Còn cái cây bông trang màu trắng thì hoàn toàn đều có bông hết rồi nha các bạn. Các bạn thông cảm, nhà mình ở gần bờ sông á, cho nên ghe tàu chạy qua. Cây bông trang màu trắng thân một cốt. Cốt nha các bạn. Đây là phía bên đây là 16 cây bông trang màu trắng lá nhỏ. Bên đây là 16 cây bông trang màu vàng nghệ, màu vàng tươi, vàng 4 số 9 luôn. Một cốt hết cho các bạn. Mình đưa cái cây bên đây cho các bạn xem. Đưa sơ sơ cho các bạn xem cây màu vàng. Vậy các bạn trồng hàng rào, một màu vàng rực lên rất là đẹp. Còn màu trắng cây một cốt như thế này thì uống kiểng bonsai cũng rất là đẹp. Để mình cầm thử một cây trong này cho các bạn xem. Đây, màu vàng. Rồi, mình kết thúc video ở đây. Kính chúc các bạn có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.